miễn phí nền tảng quản lý giao nhận, thu tiền hộ chuyên nghiệp cho các đơn vị kinh doanh, giúp quản lý hàng và tiền COD của bưu tá triệt để, tối ưu hiệu quả điều phối đơn hàng, quản lý tiền COD cực kỳ hiệu quả và giảm tối đa thất lạc hàng hóa. Đặc biệt, hoàn toàn miễn phí khi bạn đăng ký ngay hôm nay. Truy cập webship.vn để đăng ký ngay. Ông chủ câu lạc bộ Tottenham muốn làm bến du thuyền tại Đà Nẵng. Sáng ngày 14 tháng 5 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã đến cảng Tiên Sa, bước chân lên du thuyền Aviva và có một cuộc trò chuyện cởi mở với tỷ phú Joe Louis. Gặp gỡ lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, ông Joe Louis cho hay đã được ngắm nhìn toàn bộ thành phố từ vịnh Đà Nẵng khi du thuyền Aviva tiến vào cảng Tiên Sa trưa ngày 13 tháng 5. Đến tối cùng ngày, vị tỷ phú này cũng đã tham quan một vòng Đà Nẵng. Và ông Joe Louis cũng đã nói, thành phố Đà Nẵng là một trong những thành phố xinh đẹp nhất Việt Nam. Tỷ phú người Anh cho hay, ông rất bất ngờ và ngạc nhiên với cách chào đón nồng nhiệt mà người dân Việt Nam dành cho ông và con tàu. Trước đó, du thuyền Aviva cũng đã đưa ông ghé thăm Phú Quốc và Cần Thơ. Theo ông Joe Louis, Đà Nẵng là nơi rất thích hợp để phát triển loại hình du lịch bằng du thuyền. Bởi với tầng lớp thượng lưu, du thuyền chính là cuộc sống của họ và ông Joe Louis cũng mong muốn Đà Nẵng trở thành điểm đến của những chiếc du thuyền sang trọng. Ông Joe Louis chia sẻ thêm, tôi mong muốn hợp tác đầu tư cùng Đà Nẵng xây dựng một bến du thuyền hiện đại, thu hút khách du lịch cao cấp trên cơ sở thuần khiết của tình bạn và phi lợi nhuận. Đáp lại thỉnh tình của vị tỷ phú người Anh, ông Huỳnh Đức Thơ đồng thời đề nghị ông Joe Louis hỗ trợ phát triển bóng đá Đà Nẵng với tư cách là ông chủ đội bóng Tottenham Hotspur. Ông Thơ cũng mời gọi ông Joe Louis đầu tư vào các lĩnh vực du lịch, văn hóa, bất động sản tại Đà Nẵng. Theo Chủ tịch Đà Nẵng, bên cạnh lợi thế về cảnh quan, Đà Nẵng còn có cơ sở hạ tầng và giao thông thuận lợi, nhiều dư địa phát triển. Song song với buổi trao đổi, vị tỷ phú cũng mời đoàn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tham quan du thuyền Aviva. Chiếc du thuyền trị giá 150 triệu USD này được thiết kế có một căn phòng tối với 8 bức tranh gốc của họa sĩ Picasso. Theo ông Joe Louis, tổng trị giá của 8 bức tranh vào khoảng 1 tỷ USD. Như PRO đã thông tin, ông Joe Louis là tỷ phú được xếp hạng thứ 38 trên thế giới, tổng tài sản khoảng 5,2 tỷ USD. Câu lạc bộ Tottenham Hotspur thuộc sở hữu của ông Joe Louis vừa khép lại một mùa giải ngoại hạng Anh khá thành công với 71 điểm và vị trí thứ tư chung cuộc. Nguồn PRO theo tấn Việt cafef.vn. Độc đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu tại Độc Đáo TV. Liên hệ ngay Đinh Nghĩa Studio@gmail.com, số điện thoại 0964002593.